À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì hôm nay bên em về lại thêm được những cặp dây ba lăng Chambaran, được tất cả các bác đánh giá chất lượng sản phẩm dòng này cực kỳ là tốt so với lại cái tầm giá mà các bác cần phải bỏ ra nha. Mà hôm nay thì bên Huy Cường Audio về giá thành thấp hơn, rẻ hơn lần trước rất là tốt cho tất cả các bác, để các bác cùng tham khảo và lựa chọn cho mình cái dàn dây đấy, ba lăng hay còn gọi là ca lông như thế này nhá. Rồi thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác liên hệ trực tiếp cho Huy Cường Audio qua hai số điện thoại trên màn hình kia, 0775264888 hoặc 0567993999. Huy Cường Audio sẽ gửi hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra đúng với cái chất lượng sản phẩm như clip đây, thì lúc đó các bác thanh toán tiền cho nhân viên giúp Huy Cường Audio nhá. À rồi thì không để mất thời gian của tất cả các bác nữa, thì đây em sẽ quay cho anh em xem cái dòng dây mà tại sao mà được tất cả các bác đánh giá cái dòng dây này rất là tốt nha. À, các bác nhìn này, Chambaran Referring KB này, hàng made in Vela nha. Chân rắc cổ ló thì đều được mạ vàng công nghiệp 24K hết 100%. À, chân rắc thì đều được mạ vàng công nghiệp. Đấy, các bác nhìn này. Còn đây là đầu cái của nó này. Đây, cái đầu cái của nó này. Đấy, em quay chi tiết tỉ mỉ cái sản phẩm này cho anh em nha. Các bác nhìn chưa? Đó, Chambaran Referring KB này, hàng made in Vela. Em sẽ quay cái thân dây cho anh em cùng chữ trên dây nhá. Tại vì cái dòng này thì chữ trên dây nó cũng hơi mở đấy, nên là anh em thông cảm cho em nha. Em sẽ tìm một đoạn tôi có chữ để em quay cho các bác xem này. Này các bác nhìn thấy chưa? Các bác nhìn rõ chưa? Đó, Balanke Music Link. Đó, các bác nhìn là Chambaran Audio. Đó, các bác nhìn chưa? Các bác nhìn chưa? Chambaran này. Đó, dây thì nó sẽ này, à, Chambaran đó. Đấy, dòng này thì nó dành chuyên cho ba lăng này, các bác nhìn nhá. Đấy, nó dành chuyên cho ba lăng thôi. Các bác nhìn chưa? Cực kỳ là cao cấp. Một cặp dây ba lăng như thế này nha, cực kỳ mềm dẻo, chất lượng dây thì còn quá tuyệt vời. Riêng dây bãi mà bên em về được cái dòng sản phẩm nó đẹp như thế này thì rất là ít khi nha các bác. Đấy, rất là ít khi có được những cái cặp dây ca lông hàng bãi mà chất lượng còn đẹp từ hàng tuyển như thế này nha. Đấy, rất là ít. Đấy, và cái cặp dây ca lông như thế này giá lần trước là em nhớ là bán các bác là 1.700.000 một cặp đúng không ạ? Đấy, thì hôm nay bên em về giá cực kỳ là tốt. Hôm nay em về được 67 cặp dây cơ. Hơn 60 cặp thì em không nhớ chính xác, nhưng mà hơn 60 cặp dây. Thì em mới để ra ngoài này một ít thì em quay cho anh em. Đấy, thì cái dòng này thì giá hôm nay em bán cho các bác này, một cái mức giá này. Đấy, chỉ gọi là lãi chút tình cảm nha. Đấy, thì em bán anh em với giá là 1.400.000, dài 1 mét. Đấy, 1.700.000, dài 1,5 mét nha. 1,5 mét là chưa, em nhớ em bán được 1.900.000 hay 2 triệu đó. Thì hôm nay chỉ bán cho các bác mức giá là 1.700.000. Đấy, còn dây ca lông 1 mét thì giá là bán cho các bác là 1.400.000, đã bao ship cho tất cả các bác rồi. Dây này bảo đảm cho anh em là hàng xịn sò 100%. Các bác có thể lấy được chân rắc nó đều được mạ vàng công nghiệp 24K. Và những cái dòng dây như thế này nha, thì các bác đang muốn cải thiện tốt cho mình, cải thiện tốt cho cái dàn âm thanh ở cái giải bát, các bác nên lựa chọn cái dòng dây như thế này, cải thiện cực kỳ là tốt giải bát nha. Tiếng rất là êm ái, mềm mại. Đấy, tiếng bát của nó thì gọn gàng, chi tiết. Các bác nhìn thấy chưa? Rất là nhiều bác hiện tại là đang chuyển qua chơi hết dòng dây ba lăng rồi. Tại vì dòng dây ba lăng thì tiếng bao giờ nó cũng sẽ to hơn, tiếng nó chắc hơn. Đấy, so với thằng dây AV. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, cái cặp này thì giá thì hiện tại em bán cho các bác thì gọi là không ở đâu có thể gọi là rẻ hơn nha. Dây em bao hàng xịn cho anh em rồi, nên anh em cứ yên tâm về xài thôi. Đấy, dây thì hôm nay về cá 1,5 mét thì bên em đeo về đầy đủ. Đấy, các bác nhìn này, chất lượng dây của nó này. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, sợi lạc cũng như sợi lạc cực kỳ là đẹp. Các bác nhìn nhà chân rắc của nó này. Đấy, chân rắc đực, chân rắc cái của nó đây. Đấy, quá tuyệt vời. Dây Chambaran của Mỹ nha các bác, dây bãi xịn 100%. Cái dòng này thì hiện tại ấy, thì bên em mà không có phân phối quá nhiều cho những bác thợ thì đủ yếu, thì thực ra dòng này không có về được nhiều, thì đa số em để bên em bán thôi. Đấy, những dòng dây như này các bác nhìn về, thực ra nói số lượng là nhiều nhưng tính ra mình bán thì nó cũng chỉ một thời gian là hết à, nó không có quá là nhiều. Đấy, nên là bác nào đang có nhu cầu mua hàng, một là cái giá thành cực kỳ là tốt nha. Giá đợt này em khẳng định với các bác là em bao giá toàn quốc cho anh em luôn. Đấy, giá không có thể ở đâu gọi là tốt hơn được nữa rồi. Đấy, em khẳng định các bác. Và hàng này là em đang làm gọi là độc quyền. Đấy,
thì dòng đây là dòng dây bãi, bên em nhập về, em nhập số lượng, em bao cứ hàng bên đó về bao nhiêu thì em nhập bấy nhiêu để phục vụ cho tất cả các bác trong thời gian sắp tới. Rồi thì Huy Cường Audio cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã bỏ chút thời gian để theo dõi những video clip bên Huy Cường Audio. Đấy, thì sau cùng Huy Cường Audio cũng xin được kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp. Thì các bác nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những video clip ở bên em thường xuyên hơn nhé.